Hello, xin chào tất cả các bạn quay trở lại với kênh của Rock F2P. Và hôm nay là ngày thứ ba của cái sự kiện vòng quay may mắn kỵ binh rồi. Và cũng cùng lúc này thì chúng ta cũng có sự kiện đua thống đốc hùng mạnh nhất kỵ binh luôn. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những vị tướng kỵ binh mà các bạn nên lựa chọn vào cái thời điểm này của game Rise Kingdom, cũng như là chúng ta sẽ dự đoán một chút về bảng tài năng của những vị tướng kỵ binh mới. Và hôm nay thì server của mình có thêm cái sự kiện vòng quay thời vận nữa. Mình không chắc là cái sự kiện này có phải có ở trên tất cả server không, nhưng mà đây là một trong những sự kiện mới có ở trong năm 2021 thôi. Và các bạn có thể thấy là các bạn chỉ cần thu thập tài nguyên cho bản đồ này. Hôm nay thì mình mới đào được có 369 game này các bạn, cũng chưa có nhiều thời gian để đào lắm. Đó, trong vòng 5 ngày các bạn làm hết cái sự kiện này. Có cả chọc vàng luôn, nhưng mà đổi lại các bạn phải mất 20.000 phút tăng tốc. Cái này thì các bạn nên cân nhắc nha. Được thêm một cái nguyên liệu tím tấn công pháo đài man rợ này. Đó, được rất là nhiều nguyên liệu nha, nhưng bạn phải xài tăng tốc. Và các bạn sẽ được một vật phẩm, đó là cái xu may mắn, để các bạn chơi cái sự kiện cửa tiệm may mắn này. Thì về cách chơi của cái sự kiện này thì mình sẽ nói qua một chút thôi. Đó là các bạn sẽ xoay để được những cái giảm phần trăm ở đây. Ở đây các bạn sẽ có 3 lựa chọn, đó là giảm cái tài nguyên tiêu hao khi nghiên cứu, giảm tài nguyên tiêu hao khi xây dựng, và giảm tài nguyên khi huấn luyện. Ví dụ ở những người chơi lâu như mình đi, đã chơi đến cuối game thì gần như nghiên cứu và xây dựng mình đã mắc hết rồi các bạn. Nên là mình sẽ sử dụng cái giảm chi phí huấn luyện này. Mình sẽ bỏ qua cái hoạt ảnh này nha, để mình cầu nguyện. Đó, ở đây được 30% này. Và các bạn sẽ sử dụng cái xu may mắn ở đây để các bạn quay lại để được cái phần trăm ưng ý. Thì nó sẽ có cái phần trăm cao nhất là tùy vào ba cái loại huấn luyện này nha. Mình sẽ thử một cái này, 30% nữa, bây giờ mình sẽ thử tiếp nha. Mình sẽ thử khi nào mà ra 50% thì thôi. 10%, 40%, ok nha, 40% là mình đã thấy nhiều hơn cái 30% này rồi. Nhưng mà tại vì cái xu may mắn này nó cho mình rất là nhiều, nên là mình sẽ quay khi nào ra 50% thì thôi. Còn giả sử mà nó không ra thì cũng không mất gì cả nha các bạn. Đây là một cái sự kiện mình thấy rất là ngon đối với những bạn mới chơi, sẽ tiết kiệm cho các bạn rất là nhiều tài nguyên. Rồi, mình sẽ thay đổi tiếp. 40, 30, 10, 10, ok, như vậy là mình chỉ được giảm 40% thôi. Và các bạn ấn vào cái hạn mức tài nguyên tối đa ở đây, các bạn thể thấy đó là giảm 40%, nhưng mà nó chỉ tối đa tiết kiệm cho các bạn cái lượng tài nguyên như các bạn thấy ở đây thôi. Rồi, và ở đây chúng ta có sự kiện là vòng quay may mắn. Thì ở đây hiện tại mình đang quay hạng vũ, và mình đã quay được 44 ô rồi. Bây giờ mình sẽ test nhân phẩm thêm một cái lượt miễn phí nữa thử xem thế nào nha. Mình đã test miễn phí 8 tự thì may nhỉ. Rồi, 2 sao vàng. Thì cái này hôm trước mình có live stream rồi, nên là các bạn cũng đã biết kết quả quay cái vòng quay kỵ binh của mình rồi. Mình sẽ nhận 3 cái bốc này nha. Thì đối với mình, nếu mà các bạn chơi vòng quay may mắn, mình nghĩ là các bạn được 8 tượng ấy, chắc chắn các bạn tỷ lệ lời rất là cao. Đó, thì mình đã quay được 8 tượng rồi, nên là mình sẽ nghỉ ở cái mốc 45 này thôi. Đó, chứ còn chơi mốc 100 này thực ra thì chơi cũng được các bạn, nhưng mà tốn rất là nhiều game luôn. Và bây giờ các bạn thì thấy đó, mình chỉ còn khoảng hơn 20.000 game thôi. Và chỉ từ map chinh phạt trở đi thì các bạn mới được chọn tướng như thế này. Còn nếu như mà trước map chinh phạt ấy, thì kỵ binh các bạn chỉ có xoay mũi khăn béo được các bạn. Còn sau map chinh phạt thì các bạn sẽ có thêm 3 lựa chọn nữa là Takeda, William và Hạng Vũ. Dưới góc nhìn cá nhân của mình thì mình thấy là một khi các bạn đã qua mùa chinh phạt, các bạn không nên quay khăn béo nữa. Không phải là khăn béo yếu, mà mình nghĩ là nó hiện tại nó chưa thật sự là nó phù hợp với meta. Tương tự đối với Takeda cũng vậy. Takeda là một vị tướng mà cũng có thể kết hợp với rất là nhiều tướng đấy. Khi mà Takeda có cả 5 skill có thể đánh ở trên open field hết, thì người ta thường biết đến Takeda khi đi chung với Attila là nhiều. Nhưng mà thực ra Takeda các bạn có thể đi chung với rất nhiều tướng nha. Thậm chí các bạn cũng có thể đánh Takeda cao cao chẳng hạn, để đi móc mỏ hoặc là đi chở những cái rương ạc ở Osiris chẳng hạn. Thì trong số 4 vị tướng vòng quay này, chỉ có Hạng Vũ và William là các bạn nên quay thôi. Và nếu mà nói đúng ra thì mình nghĩ là William các bạn nên quay hơn là Hạng Vũ. Không phải là bởi vì mạnh hơn hay yếu hơn, mà đơn giản là William sẽ có cả 5 skill đều sử dụng trên open field hết. Còn đối với Hạng Vũ thì các bạn sẽ mất cái skill 3 này, kẻ chinh phục tất cả. Đây thì các bạn sẽ mất skill này. Thì đa số các bạn khi mà chơi Rise of Kingdom ấy, các bạn đa số là muốn đánh đồng thôi. Hạng Vũ thì sẽ mạnh nhất khi đánh đồng kẹp với William. Còn thực ra Hạng Vũ và William đều là hai vị tướng kỵ binh mà các bạn có thể kẹp với rất nhiều tướng. Và William thì các bạn có thể kẹp với Saladin. William Saladin mình có thể nói là một cặp cực kỳ ngon luôn. Có lẽ là chỉ thua Hạng Vũ William thôi. Một cặp debuff rất là tốt và có cả buff cho đồng đội nữa. Ngoài ra thì khi các bạn quay William ấy, các bạn có thể sử dụng William để kẹp với tất cả vị tướng khác.
và William thì các bạn có thể đi chính đi phụ đều được. Còn riêng đối với hạng vũ thì tuy là cái skill 1 này của hạng vũ ấy nó không có giống như là quan vũ, vì quan vũ đi sẽ có hai cái hiệu ứng, ví dụ như các bạn đi chính ấy, các bạn sẽ gây sát thương nhiều hơn là các bạn đi phụ, nhưng mà hạng vũ ấy thì cái skill 1 lại yêu cầu nộ có 900 thôi. Vậy nên là các bạn phải để hạng vũ đi chính thì skill nó ra mới nhanh, chứ nếu mà hạng vũ đi phụ ấy thì cái skill 1 này nó lại mất đi cái điểm lợi ở cái nộ này. Ví dụ mà ở cái vị tướng kỵ binh tiếp theo đi, mà giả sử lại làm có một cái skill mà yêu cầu phải đi chính, thì lúc đấy hạng vũ mà đi phụ nhiều khi lại không hay. Thì rõ ràng là William mình vẫn nghĩ là một cái lựa chọn nó tốt và nó thân thiện hơn. Nó giống như kiểu là một Ramesset của kỵ binh vậy, hoặc là Alex của kỵ binh vậy. Tức là có thể sử dụng kẹp với rất là nhiều tướng mà các bạn cũng dễ phối tướng hơn. Còn đương nhiên là nếu các bạn thích hạng vũ hơn thì các bạn vẫn có thể quay hạng vũ bình thường, đúng không? Và khi chúng ta qua cái sự kiện thống đốc khủng mạnh nhất thì có lẽ là mới là cái nơi mà nhiều người chơi kỵ binh các bạn gặp khó khăn hơn trong cái việc lựa chọn tướng. Thì ở mùa chinh phạt các bạn sẽ được chọn giữa bốn vị tướng là Zawiga, Chandragupta, Attila và Saladin. Thì trong đó Saladin là một vị tướng cũ. Cá nhân mình nghĩ là các bạn đã qua mùa chinh phạt, các bạn không nên quay lại những vị tướng cũ để lên. Các bạn nên để những vị tướng này lại, biết đâu trong tương lai các bạn có thể bay về Kingdom K2 thì các bạn hoàn toàn có thể đua thống đốc để lấy thêm tượng Saladin. Như vậy thì cái lựa chọn đa số sẽ chỉ còn dừng lại ở ba vị tướng, đó là Zawiga, Chandragupta và Attila. Thứ nhất, Zawiga nó là một vị tướng rất là đặc biệt, khi mà Zawiga là vị tướng đồ thần chú. Và đa số những người chơi trong game mình có thể nói là Kirali có lẽ là còn nhiều hơn Kidep các bạn. Kidep là một cái gì đó mà trong game này nó hơi bất công một tí, bởi vì khi các bạn đép các bạn phải online này, rồi các bạn cũng không thể nào mà đi đánh đồng nó thuận lợi được. Hiện tại cơ chế điều khiển trong game ấy nó rất là khó cho những người chơi mà làm Kidep. Và ngoài ra Kidep các bạn cần VIP cao đồ xịn, nên là Zawiga nó cũng không thực sự nó phù hợp với đa số các bạn, thì các bạn sẽ bỏ Zawiga đi. Như vậy các bạn chỉ còn lại Chandragupta và Attila. Chandragupta thì thời điểm hiện tại rất là ngon khi các bạn sử dụng để rally chung với hạng vũ, nhưng khi đánh đồng thì Chandragupta lại không thật sự tốt các bạn. Không có skill đánh lan, một cái dạng skill của Chandragupta rất là đặc biệt, đó là các bạn phải đánh lâu để các bạn debuff rồi các bạn sẽ nổ đam. Và Chandragupta cũng là một vị tướng rally nữa, nên là thực sự vị tướng này cũng không thật sự phù hợp để các bạn đánh open field. Và như vậy sau khi loại trừ thì các bạn chỉ còn duy nhất Attila mà thôi. Thực ra thì Attila lại một vị tướng cũng cực kỳ đặc biệt luôn. Kỳ lạ một cái là cả bốn tướng kỵ binh ở cái sự kiện thống đốc ấy, nó đều rất là kén người chơi các bạn. Attila thì hiện tại các bạn chỉ có thấy là kết hợp nhiều nhất với Takeda mà thôi. Và cái cặp Attila Takeda này thực ra mà nói thì lại là một cặp tướng rất là cũ rồi các bạn. Nó không còn mới nữa. Mình không nói là nó không mạnh, Attila Takeda vẫn là một cái lựa chọn kỵ binh cực kỳ mạnh trên open field. Nhưng mà nó không còn mới nữa. Các bạn cầm một cặp tướng cũ ra sẽ có một cái tâm lý là nó đã bị lép vế, nhưng thực sự đây vẫn là cặp đôi rất là mạnh. Và các bạn có thể sử dụng để rally những cái nhà nhỏ, các bạn kiếm kill rất là tốt. Bộ skill của Attila thì tuy nó không có đam đỏ và nó chỉ là sát thương một đơn mục tiêu thôi, tại chỉ đánh đam trắng, đánh dựa trên sát thương phản công, tức là đối phương swarm thì các bạn sẽ gây sát thương nó tốt hơn. Và trong bốn vị tướng kỵ binh ở thống đốc này, có lẽ là phù hợp nhất cho đại đa số người chơi đánh open field thì chỉ có Attila thôi các bạn. Và nó lại là một tướng đời cũ. Đây là một cái điều mình khá là lăn tăn, mà có lẽ là nhiều bạn cũng không thích lên Attila vào cái thời điểm hiện tại. Thì đó là lý do tại sao mà chúng ta có thể là chờ thêm một thời gian nữa, khi mà hai vị tướng mới trong game sẽ là hai vị tướng kỵ binh. Và để dự đoán tài năng cho hai vị tướng kỵ binh mới thì mình đã có làm một cái bảng. Thì bạn có thể thấy ở đây, đó là hiện tại trong game chúng ta đã có bốn vị tướng kỵ binh có nhánh vàng là công thành, ba vị tướng kỵ binh có nhánh vàng là đa năng. Và lưu ý là những vị tướng mà có nhánh vàng là đa năng ấy, thì cả 5 skill của họ đều có thể sử dụng được ở trên open field. Nên là rõ ràng nếu mà thích ấy, mình sẽ nghĩ là các bạn sẽ thích một vị tướng mới kỵ binh mà có nhánh đa năng hơn. Chúng ta có Zawiga là vị tướng duy nhất kỵ binh mà có khả năng đồn trú, và Tào Tháo và Minamoto là hai vị tướng farm ăn rợ mình liệt kê vào cho nó đẹp thôi các bạn. Và ở nhánh xanh thì các bạn có thể thấy là chúng ta thiếu duy nhất một cái talent thôi, đó chính là talent phòng thủ các bạn. Và ngoài ra thì lúc đầu ấy mình nghĩ là vị tướng mới ở MGE thì sẽ là vị tướng công thành hoặc đồn trú. Nhưng mà sau đấy mình nhìn lại thì ví dụ ở bên bộ binh đi, các bạn sẽ có Leonidas. Leonidas là một vị tướng các bạn sẽ thi đấu MGE nhưng lại có nhánh vàng là đa năng và nhánh xanh là phòng thủ, tức là không phải là một vị tướng sử dụng để rally, không phải là một vị tướng làm key. Nên là mình rất là hy vọng biết đâu vị tướng kỵ binh tiếp theo chúng ta sẽ có một vị tướng kỵ binh giống như Leonidas, một vị tướng kỵ binh có nhánh vàng là đa năng và nhánh xanh phòng thủ. Mình nghĩ là sẽ rất là ok để các bạn đánh đồng, chắc chắn luôn là hai cái talent đó khi kết hợp trên đồng
kết hợp với khả năng chạy nhanh của kỵ binh nữa thì thật sự nó cực kỳ bá đạo luôn. Ngoài ra thì cũng không loại trừ vị tướng kỵ binh tiếp theo là một vị tướng kỵ binh có khả năng đồn trú. Hiện tại thì cả bộ và cung các bạn đều có nhiều hơn một vị tướng có nhánh vàng, nhánh đồn trú rồi. Ví dụ như ở cung các bạn đã có Admanitor và Artemisia. Còn ở bộ binh các bạn có Zenobia, Constantine, các bạn có Charlie Martel là những vị tướng đồn trú. Còn thậm chí ở cả cái nhánh lãnh đạo đi, các bạn cũng đã có Theodora Jisunsin là tướng đồn trú rồi. Vì vậy mình cũng nghĩ là trong hai vị tướng kỵ binh tiếp theo sẽ có khả năng là một vị tướng kỵ binh đồn trú nữa. Thì đó là cái dự đoán cá nhân của mình là có thể sẽ là hai tướng kỵ binh, một đa năng, một đồn trú. Còn dự đoán các bạn thì sao? Có thể bình luận ở phía bên dưới nha. Và video của mình đến đây kết thúc rồi. Nếu các bạn thích video này thì đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau. Bye bye!